Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Nhắc đến nhà điều hòa Tom Ford thì chúng ta phải đến 80% chúng ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến cái line Private Blend với những cái mùi hương cá nhân mình đánh giá rằng có thể gọi là kinh điển, là hình mẫu cho một cơ số những cái sản phẩm về sau này, ví dụ như là Tobacco Vanille hoặc là Tuscan Leather. Cá nhân mình thì mình thích hai sản phẩm trong cái line này. Đầu tiên đó là Noir de Noir, một mùi hương phác hương có thể gọi là rất là sáng tạo. Và chai nước hoa thứ hai đó là Oud Oud. Mình thì lại không có chai nước hoa này bởi vì có một cái nguyên nhân rất là nghiêm trọng, là hiệu năng của mùi hương. Mặc dù đây là một mùi trầm hương rất là thú vị, nó đi ngược lại với những quan điểm rằng mùi trầm phải là dữ dội, phải là theo một cái phong cách Trung Đông ào ạt, mạnh bạo. Thì ở Tom Ford Oud Oud này thì nó rất là gentleman, một cái mùi hương trầm vừa đủ tạo nên một phong cách quý ông, vừa lịch lãm vừa quý ông và rất là luxury, sang trọng. Tuy nhiên có một cái điểm trừ rất là nặng cho chai nước hoa này, đó là cái hiệu năng của mùi hương thì rất là kém. Do vậy thì mình sẽ không sở hữu chai nước hoa này, bởi vì mặc dù mình rất là thích nhưng việc bỏ ra một số tiền không hề rẻ để sở hữu chai nước hoa này mà hiệu năng như thế thì mình cũng rất là cân nhắc. Và trong cái video này, nếu như anh em nào đang cùng cái suy nghĩ giống như mình, đó là rất yêu thích, rất đam mê mùi hương của Oud Oud nhưng chúng ta lăn tăn cái hiệu năng của mùi hương, thì trong video này mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em những cái sản phẩm thay thế cái phần nào có thể giúp cho các anh em xây dựng được một hình ảnh đó là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, chín chắn, một chút cổ điển và mang có một cái gì đấy luxury, sang trọng. Chúng ta hãy nhớ rằng chính phong cách của các anh em sẽ tạo nên cái ấn tượng cho mùi hương, chứ không bao giờ có cái chuyện giống như một loạt những video trên TikTok đó là xịt mùi hương này các chị em mê lắm, xịt mùi hương này sẽ làm cho các anh em luxury lắm. Không bao giờ có. Phong cách của các anh em sẽ làm cho mùi hương chúng ta xịt trở nên quyến rũ, chứ không có một cái mùi hương nào giúp được cho các anh em trở nên quyến rũ trong mắt mọi người nếu như phong cách của chúng ta không phù hợp với cái mùi hương đấy. Do vậy ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu lên cho các anh em những cái chai nước hoa sẽ thay thế cá nhân mình cảm thấy rằng có thể thay thế được Oud Oud nếu như các anh em đam mê phong cách mùi hương của chai nước hoa này. Ok, let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Initio và nó có tên Oud for Greatness. Đây là một sản phẩm có sử dụng nốt trầm và nó có mang theo một phong cách giữa kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Có nghĩa rằng trầm trong chai nước hoa này là vừa đủ, và cái dry down của nó thì lại có thêm một cái chút ngọt đó mix cùng với cái tông trầm. Cho nên khi mà chúng ta ngửi chai nước hoa này, chúng ta sẽ cảm thấy rất là nói thế nào nhỉ? Nó vừa có một cái gì đấy sang trọng và nó có một cái nét gì đấy hiện đại. Đó, nó không quá là dữ dội giống như những cái sản phẩm mang sử dụng những cái nốt hương trầm nhang nhưng theo phong cách của Trung Đông đó. Thì ở chai nước hoa này nó không phải là như thế. Chúng ta sẽ xịt và chúng ta sẽ cảm thấy rằng mọi cái nó là vừa đủ, không bị một cái gì đấy nó trội hơn hẳn. Và điểm mạnh của chai nước hoa này đó là hiệu năng mùi của nó thì rất là tốt. Thì ở chai nước hoa đầu tiên mình muốn gợi ý cho các anh em đó là Initio Oud for Greatness, một chai nước hoa mình thấy rất là thú vị về sử dụng nốt trầm hương đó. Chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai, đây là một sản phẩm đến từ một thương hiệu đến từ Thụy Điển. Và đây thực ra đây là một chai nước hoa mình được một người em cho mượn. Nó có tên là Cambodian Oud của nhà Swiftdopt. Phải nói rằng đây là một chai nước hoa có cái phong cách mùi rất là giống, tầm khoảng 70-80% với sản phẩm của nhà Tom Ford Oud Oud. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa chai nước hoa này với sản phẩm của nhà Tom Ford đó là khi mà chúng ta xịt thì ở chai nước hoa này cái tông trầm nó thật hơn. Có lẽ là bởi vì cái chú ý của
người pha mùi cho nước hoa này đó là họ muốn hướng đến một cái tông mùi trầm nó tự nhiên nhất có thể, chứ nó không sử dụng một số những cái nốt cay nồng giống như kiểu út út. Cho nên khi mà cái dry down chúng ta sẽ vẫn thấy cái vị trầm nhưng nó rất là thật, nó giống như kiểu cảm giác khi mà chúng ta đeo những cái vòng trầm ấy, cái mùi vòng trầm nó tỏa ra đó, nó vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng vừa đủ để mà chúng ta cảm thấy ấn tượng. Do vậy nếu như mà anh em yêu thích cái sản phẩm của nhà Tom Ford thì Cambodian Oud của nhà Swiftoft chúng ta có thể tham khảo đó. Chân qua thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Zara và nó có tên là Blooming Oud. Phải nói thật là khi mà mình nhìn nốt hương của chai nước hoa này thì mình đã phải òa lên và nó làm mình liên tưởng ngay lập tức đến sản phẩm của nhà Tom Ford. Và chúng ta có thể thấy rằng trên những cái comment nhận xét của mọi người dùng thì chúng ta có thể thấy mọi người đánh giá khá là cao chai nước hoa này. Mình thì mình có một cái cảm nhận rằng đây sẽ là một cái sản phẩm khá là hứa hẹn bởi vì nó được pha chế bởi một perfumer cũng gọi là không hề trong tuổi nghề, trong ngành không phải là dạng vớ vẩn, đó là Alberto Morias. Và bên cạnh đó, đấy là những cái feedback của mọi người dùng thì chúng ta có thể thấy rằng cái sản phẩm của nhà Zara này, Blooming Oud này sẽ rất là hứa hẹn. Do vậy nếu như mà các anh em ưa thích một cái option giá rẻ thì chúng ta có thể tham khảo sản phẩm này của nhà Zara, Blooming Oud. Nếu mà như anh em nào có comment thắc mắc là tại sao chưa ngửi mùi mà lại giới thiệu thì đấy là do level của anh em chỉ đạt đến cái ngưỡng đấy thôi. Đó, mình sẽ không giải thích nhiều. Ok, chai nước hoa thứ 3 Zara Blooming Oud. Chai nước hoa thứ 4 đó là một sản phẩm của nhà L'Occitane và nó có tên Audible. Không có gì phải nói nhiều về chai nước hoa này. Mình nghe nói rằng nó đã bị reform và mình cũng không biết được mức độ hiện tại của nó nghiêm trọng đến mức độ nào. Tuy nhiên phải nói rằng đây là một chai nước hoa tông chủ đạo của nó là vani và nhang và nó tạo nên một cái phong cách mùi hương rất là độc đáo, ít đụng hàng và classic. Thực sự là xịt chai nước hoa này vào những ngày lạnh thì rất là phê. Rất là nhiều video mình nói chai nước hoa này rồi, cho nên đó chai nước hoa thứ 4 L'Occitane Audible. Chai nước hoa thứ 5 đó là một sản phẩm của nhà Montblanc và nó có tên là Legend. Nếu như các anh em nào đang ngạc nhiên tại sao mình lại list chai nước hoa này ra thì mình sẽ có một vài cái vạch cái đầu dòng cho các anh em. Thứ nhất, đây là một cái mùi hương dành cho các anh em nào phong cách classic, ok, cổ điển. Cái thứ hai, đây là một mùi hương nó sẽ rất là ăn nhập nếu như cái style của chúng ta giống như cái gạch đầu dòng của tổ tiên của mình. Bởi vì đây là một cái mùi hương nó nói thế nào nhỉ? Nó có thể không phải là một cái điểm nhấn. Nó có thể không phải giống như kiểu một số sản phẩm mà chúng ta xịt một cái nó ào lên. Giống như kiểu những cái mùi hương của nhà Jean Paul Gaultier thì không phải. Tuy nhiên, nếu như chúng ta coi đây là một cái gì đấy để mà nó làm cái điểm nhấn cho chúng ta thì Montblanc Legend sẽ là cái sản phẩm như thế. Do vậy, nếu như anh em nào có phong cách trầm classic thì đây sẽ là một cái thứ vũ khí rất là phù hợp cho các anh em. Đó, chai nước hoa thứ không nhớ nữa. Đó, Legend. Và cuối cùng là một sản phẩm của nhà Sacolotan, Santa Majesque. Phải nói rằng đây là một mùi hương cacao đỉnh nhất, một trong những mùi hương cacao đỉnh nhất hiện đang có mặt trên thị trường. Và cái, như chúng ta đã biết, cái style làm mùi của nhà Sacolotan bao giờ cũng thế, có một cái gì đấy nó trầm, có một cái gì nó hơi buồn buồn, nó một cái gì đấy nó hơi không có gì kiểu, nó hơi khác, nó không kiểu như không bị những cái ồn ào của xã hội ảnh hưởng kiểu như vậy. Mình không biết phải nói như nào, nhưng cái kiểu cảm giác của mình khi mà xịt những cái sản phẩm Sacolotan nó bao giờ cũng thế. A Santa Majesque cổ điển, trầm ấm, điềm đạm và lịch lãm. Tất cả những cái yếu tố đấy nó có trong hết những cái mùi trong cái mùi hương của Santa Majesque. Do vậy, anh em nào nếu mà muốn chọn một cái mùi hương để có thể thay thế cho Oud thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn và các anh em có thể tham khảo đó.
Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những cái chai nước hoa mà có thể thay thế được cho sản phẩm của nhà Tom Ford Oud Oud. Mình rất hy vọng các anh em nếu như mà chúng ta đang muốn tìm một cái sự thay thế để làm sao mà vẫn có hiệu năng tốt và cái style mùi, phong cách mùi giống như sản phẩm của nhà Tom Ford thì chúng ta có thể tham khảo. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ anh em mình, bye bye.